Các bạn thân mến, tôi hôm nay về thành phố Biên Hòa muốn tìm lấy hình bóng của cha mình ngày xưa. Bởi vì tôi biết ở Biên Hòa có một ông đồ nghệ, nhà giáo Nguyễn Anh Thi. Xin chào nhà giáo Nguyễn Anh Thi, ông đồ xứ nghệ. Thưa thầy, là thầy sinh năm bao nhiêu ạ? Mình sinh năm 1941, tuổi Tân Tỵ. Tân Tỵ. Như vậy hơn em một giáp, Tân Tỵ và Quý Tỵ. Đúng rồi. Cái thời mà anh về dạy cấp 3 Trực Ninh ngay ở nhà em thì em không được gặp. Sau này gặp bạn bè, những người nói lại thì là có thầy giáo Nguyễn Anh Thi, quê Nghệ An, đã từng sống ở Trực Cát, Cát Chữ đó. Và cách đây 7 năm em đã tìm gặp được anh. Và bây giờ, trước khi vào câu chuyện này, tôi xin gửi tặng lại các bạn một cái status mà tôi viết khi được gặp thầy giáo Nguyễn Anh Thi. Status có tên là Hợp Mỹ. Đã khi nào bạn khóc khi chỉ gặp hai chữ chưa? Hợp Mỹ là tên hiệu cắt tóc của ba tôi. Cuộc sống bộn bề với nhiều điều quan trọng và cả những điều nhảm nhí đã che mờ hai chữ Hợp Mỹ trong tôi. Hôm qua có một người quen ba tôi đã nhắc đến ông là người xứ Nghệ về phố huyện Trực Ninh Nam Định dạy cấp 3 từ 50 năm trước. Ông chỉ ở đó 7-8 năm rồi vào Biên Hòa công tác. Không có tấm ảnh nào về tiệm hớt tóc xinh xắn của ba. Gia đình chúng tôi nghèo, nhưng không ai nghĩ đến việc ba phải bán ngôi nhà đẹp nhất phố huyện. Tiệm hớt tóc có hai chữ Hợp Mỹ Chân Phương đắp nổi trên cửa, có cái cửa sổ cánh lùa. Ngay từ năm 1960, ba tôi đã dùng ghế xoay có gương phía sau để khách hàng có thể nhìn thấy gáy, có cả lavabo với robinet để gội đầu cho khách. Xong việc ở Biên Hòa, tôi phone xin gặp ông đồ xứ Nghệ Nguyễn Anh Thi. Cuộc gặp thú vị hơn tôi tưởng. Hôm đó anh có nói tôi trò chuyện với ông cụ nhiều hơn chú. Vâng, hồi đó em bé tí biết gì đâu. Cụ là người hiểu biết, nói chuyện có duyên, tôi khoái chữ Hợp Mỹ của cụ. Chia tay ông ở Biên Hòa, tôi xin ông một điều. Bác Thi hãy ghi lại những gì còn nhớ về cấp 3 Trực Ninh, đặc biệt là về ba em và tiệm hớt tóc mang tên Hợp Mỹ. Và ông đã nhận lời. Xin cảm ơn ông đồ xứ Nghệ có trí nhớ phi thường và một tình yêu cuộc sống thật là đằm thắm. Đây là cái status tôi viết 7 năm trước. Hôm nay gặp lại thầy giáo Nguyễn Anh Thi. Và sau cái cuộc gặp 7 năm trước ấy, thầy giáo Nguyễn Anh Thi có làm một bài thơ tặng cho ba tôi và gia đình tôi. Vâng, thầy giáo Nguyễn Anh Thi là có hai tập thơ. Một tập là Tháng Năm Dài, tập thứ hai là Thời Để Nhớ. Hai tập thôi, còn rất nhiều những cái này học trò tuyển tập. Thầy cứ làm thơ, cứ ca ngợi, không cần phải vào hội nào cả, không cả. Và đặc biệt thật là vinh dự cho gia đình tôi được thầy giáo Nguyễn Anh Thi viết một bài tặng cho ba tôi, ông thợ cắt tóc phố huyện. Anh đọc đi. Trước khi đọc bài thơ, mình muốn tâm sự một chút nhỏ thế này. Tôi từ khi nhỏ cho đến lúc gây bây giờ, tôi là cái người thích xem bóng đá. Mà tôi xem bóng đá, tôi chỉ thích ngồi một mình xem. Thế thì tôi thấy gia đình chú Hồng ấy, rồi thì năm đứa con trai, hàng Tết nhất về nghỉ Tết thì là cũng ra sân trường mà tôi dạy học ở đó là trường Trực Ninh. Dạ. Vì tôi Tết tôi không về, đá bóng với các thầy giáo. Mà năm con của chú Hồng ấy toàn thắng bọn tôi cả. Mấy ông thầy giáo dù là đá bóng nhưng mà đá phủi chơi với,
chứ mấy anh kia là nó giỏi, nó chuyên, nhiều đứa nó chuyên nghiệp cơ mà. Thành ra là vui là chính. Vâng. À, mừng Tết, mừng xuân là chính. Còn cái chuyện đá bóng thì là cái cớ để mà chơi. Dạ. Thế nhưng mà trở lại cái chuyện chú Hợp Mỹ, tôi thì một tháng tôi ra ở đó cắt tóc một lần. Chú với tôi đôi khi là gọi thì tôi thì gọi tôi bằng thầy. Tôi thì có lúc tôi gọi chú, có lúc tôi gọi anh, thân tình. Nhưng mà khi đọc bài thơ này theo cái mong muốn của Mẫn Nặng Gia thì tôi cũng trăn trở. Nhưng mà tôi nghĩ là phải viết một bài về chú. Bởi vì là mình có ân tình nhiều lắm. Ân tình bởi vì không có một cái người nào mà ngoài thầy giáo kể của tôi ít giao thiệp với người ngoài lắm, mà lại tâm đắc với mình như đến như thế. Thành ra là tôi cũng có trăn trở. Một lần chú Mẫn Nặng thầy còn nào ép bài thơ, thì tôi làm được cái bài thơ về bóng đá trước, thì còn bài thơ này tôi biết sao. Khi tôi làm thì tôi mới chọn hai cái chữ tâm giao hay là tương tri, thì tôi nghĩ mãi sau này tôi chọn cái chữ tương tri. Cái chữ tương tri là rõ ràng tôi thấy là cái sự nhạy bén của tôi với chú là chú trọng tôi là vì ông thầy giáo nghe tiếng dạy học sinh dùng mến. À, còn tôi thì tôi bắt được cái thần của chú là một người nhanh nhạy, thông minh. Mà quả tình sau này mình nghiệm ra đúng như vậy, cho nên mình chọn cái từ này. À, cái đó cũng hợp với tôi, trước hết là hợp với tôi vì tôi làm bài thơ, hay là tôi nghĩ nếu mà chú biết được thì chú cũng phải một nụ cười mỉm với tôi. Vâng. Thật là tương tri. Thế thì bây giờ mình mới đọc lại cái bài thơ các bạn nghe xem. Cái bài thơ này thì tôi nói với nó là cũng hồi chất thơ thì ít thôi, nhưng mà mình kể cái tính chất là kể lại cái tình, cái dấu ấn của mình. Tương tri 8 năm cắt tóc cho mình, chú Huệ Hợp Mỹ Trực Ninh tỏa đạo. Trán vuông mắt sáng miệng cười, vui tươi niềm nở nói lời. Êm tai nhẹ nhàng chu đáo khoan thai, khiêm nhường tinh tế ai ai cũng gần. Anh đi chú Huệ kết thân, định kỳ một tháng một lần gặp nhau. Không thích người lạ sờ đầu, Huệ tính lưu ý từ sau nhẹ nhàng. Chẳng anh em chẳng họ hàng, quý người mê bóng đa mang tình đời. Cắt tóc Hợp Mỹ một thời, nay còn nhớ mãi những lời tâm giao. Thế thời thời thế bể dâu, tôi nam chú Bắc từ lâu không gần. Sờ đầu chỉ có người thân, nay tôi tự cắt chẳng cần đến ai. Nhớ thời dạy học Trực Ninh, anh thi Hợp Mỹ chúng mình tương tri. Xin chào. Vâng, em thay mặt gia đình cảm ơn bác